Xin chào, chào mừng các bạn đến với bài viết Đỏ mặt khi uống rượu bia, chuyện không thể xem thường của tác giả Sunlight và mình là Andy. Trong bữa tiệc, trên bàn nhậu, chúng ta hay thấy có vài người sau khi uống 1 đến 2 lon bia thì mặt trở nên đỏ bừng như mặt trời mọc. Dân tình đồn rằng đó là dị ứng rượu bia, là do nhóm máu hay thậm chí chỉ là phản ứng bình thường khi uống rượu bia do lưu thông máu tốt. Thực hư cơ sở khoa học phía sau chuyện này là gì? Liệu có đơn giản như vẻ bề ngoài của nó hay cả một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng phía sau? Cùng tìm hiểu nhé! Chuyển hóa rượu. Sau khi uống rượu bia chứa ethanol, cơ thể hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa vào máu với khoảng 20% ở dạ dày và 80% ở ruột non. Từ đó, nó sẽ được đưa đến các cơ quan trong cơ thể. Trong vòng vài phút, rượu sẽ ảnh hưởng đến não, khiến bạn cảm thấy kích thích, hưng phấn, sau đó dần dần mất kiểm soát. Cơ thể sẽ đào thải một phần nhỏ qua tuyến mồ hôi, nước tiểu, hơi thở và 90% còn lại sẽ được chuyển hóa ở gan. Quá trình chuyển hóa ở gan trải qua 2 bước. Đầu tiên, men ADH chuyển hóa ethanol trong rượu bia thành acetaldehyde. Sau đó, men ALDH chuyển hóa acetaldehyde thành acetate hay acid acetic, một chất gần như vô hại, là thành phần chính của giấm ăn. Cuối cùng, acid acetic được phân hủy thành năng lượng, nước và khí CO2. Trong 3 chất trên gồm ethanol, acetaldehyde và acid acetic, thì acetaldehyde được xem là chất độc nhất. Khi lượng acetaldehyde được sản sinh với một mức quá lớn hoặc không được chuyển hóa hiệu quả, sẽ gây ra hiện tượng tích tụ acetaldehyde trong máu, dẫn đến giãn toàn bộ mạch máu trong cơ thể, mang biểu hiện là đỏ bừng mặt, kèm đau đầu, nôn mửa, nhịp tim nhanh và huyết áp cao. Về mặt lâu dài, acetaldehyde có khả năng gây đột biến DNA và thúc đẩy ung thư. Chứng đỏ mặt khi uống bia rượu. Chứng đỏ mặt khi uống bia rượu có tên gọi tiếng Anh là Alcohol Flush Reaction hay còn gọi là Asian Flush, tức chứng đỏ mặt châu Á, được định nghĩa là tình trạng xuất hiện mảng đỏ bừng hoặc ban đỏ trên mặt, cổ, vai, thậm chí toàn bộ cơ thể sau khi uống một lượng đồ uống có cồn, kết hợp với các triệu chứng như nôn mửa, đau đầu, nhịp tim nhanh. Đây là một hội chứng phổ biến ở người châu Á, biểu hiện của việc chuyển hóa rượu không hiệu quả, chủ yếu là do sự thiếu hụt của men ALDH. Nhiều khám phá trong những năm gần đây đã cho thấy quá trình chuyển hóa rượu trong cơ thể chịu ảnh hưởng của gen hay nói một cách khác, tiểu lượng của mỗi người chịu ảnh hưởng của di truyền, cụ thể là một gen có cùng tên với men là gen ALDH2. Do lỗi của ALDH2 gây thiếu hụt enzyme ALDH, khiến acetaldehyde không được chuyển hóa hiệu quả, dẫn đến tích tụ quá nhiều trong cơ thể và gây ra chứng đỏ mặt khi uống rượu. Các nhà khoa học ước tính rằng có khoảng 8% dân số trên toàn thế giới và ít nhất từ 36% đến 60% người Đông Á như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc mắc chứng đỏ mặt này. Ảnh hưởng của rượu bia với những người đỏ mặt khi uống. Một nghiên cứu được thực hiện năm 2013 trên 1.763 người đàn ông Hàn Quốc đã cho thấy những người đàn ông đỏ bừng mặt sau khi uống rượu có nguy cơ mắc huyết áp cao hơn đáng kể khi họ uống nhiều hơn 4 loại đồ uống có cồn mỗi tuần, từ đó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Mặt khác, nồng độ acetaldehyde cao và kéo dài sẽ tấn công DNA trong các tế bào, từ đó kích thích các tế bào ung thư phát triển. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, những người thiếu hụt men ALDH có nguy cơ phát triển ung thư thực quản cao hơn 6-10 lần so với những người bình thường uống một lượng rượu tương đương. Ung thư thực quản là một trong những loại ung thư nguy hiểm nhất thế giới, với tiên lượng sống ngắn ngủi chỉ có khoảng 15,6% cho đến 31,6% bệnh nhân sống sót sau 5 năm kể từ khi chẩn đoán. Các nhà khoa học ước tính rằng có ít nhất 540 triệu người thiếu men ALDH trên thế giới. Trong con số khổng lồ này, chỉ cần giảm một ít tỷ lệ mắc ung thư thực quản có thể giúp giảm đáng kể số ca tử vong do ung thư thực quản trên toàn thế giới. Chúng ta thường bắt đầu uống rượu bia ở độ tuổi thanh thiếu niên và xuất hiện chứng đỏ mặt những lần đầu. Tuy nhiên, nếu tiếp tục uống, cơ thể sẽ dần thích nghi, sản xuất nhiều men ALDH hơn và tiểu lượng ngày càng lên. Chúng ta vui vẻ và tự hào rằng mình đã lên đô mà không biết rằng trong quá trình này, cơ thể đã tiếp xúc với một lượng lớn acetaldehyde có nguy cơ cao mắc các bệnh ung thư liên quan đến rượu bia như là ung thư vòm họng, ung thư thực quản hay ung thư gan. Vì vậy, cần hiểu rằng đỏ mặt khi uống rượu bia là do thiếu men chuyển hóa, là đối tượng nguy cơ chứ không phải do dị ứng, do nhóm máu hay tệ hơn là lưu thông máu tốt. Khi ý thức được điều này, chúng ta nên quyết tâm bỏ rượu bia càng sớm càng tốt. Đối với những người trẻ tuổi thì đây là một cơ hội có giá trị tuyệt vời để phòng ngừa ung thư. Điều quan trọng là có thể xác định liệu một người có bị thiếu men ALDH hay không bằng cách dựa vào bộ câu hỏi Flushing Questionnaire gồm 2 câu hỏi. Thứ nhất, bạn có xu hướng đỏ bừng mặt ngay sau khi uống một ly bia khoảng 180ml không? Tức là khoảng 2/3 ly rượu thường hoặc một ly rượu mạnh.
Thứ hai, bạn có xu hướng phát triển đỏ bừng mặt ngay khi uống một ly bia trong 1 hoặc 2 năm đầu khi bạn bắt đầu uống. Nếu một người trả lời là có cho câu hỏi A hoặc B, họ được coi là thiếu ALDH. Việc bổ sung câu hỏi B rất quan trọng vì một số người có thể dễ dãi với phản ứng đỏ mặt và quên rằng mình cũng đã từng bị đỏ mặt lúc bắt đầu uống rượu bia. Nguyên nhân gây đỏ mặt khi uống rượu bia là do di truyền gây thiếu hụt men chuyển hóa và thải trừ rượu bia ra khỏi cơ thể. Do đó, hiện không có cách nào có thể điều trị hoàn toàn tình trạng này. Cách duy nhất là tránh hoặc hạn chế uống rượu bia. Hãy nhớ rằng đỏ mặt là dấu hiệu cho thấy bạn nên ngừng uống rượu bia. Các bạn có thể nghe nói dùng một số loại thuốc làm giảm tình trạng đỏ mặt, giúp bạn đỡ tự ti, dễ chịu và không còn bị mọi người châm chọc, nhưng không thể giải quyết được tình trạng thiếu men ALDH, tức vẫn bị tích tụ acetaldehyde quá mức trong máu. Điều này có thể che giấu các triệu chứng quan trọng, báo hiệu những vấn đề sức khỏe khác. Thậm chí nguy hiểm hơn, những loại thuốc này khiến bạn phớt lờ chứng đỏ mặt và uống rượu bia nhiều hơn nữa. Thực tế, xã hội hiện nay bỏ hẳn rượu bia là một điều khá xa vời. Khi vui vẻ người ta uống mừng, buồn buồn thì uống để xả xui, không vui không buồn cũng uống cho khỏe người và quán nhậu thì mọc lên khắp nơi như nấm sau mưa. Vậy thì một số mẹo sau đây sẽ giúp bạn đỡ say xỉn trên bàn nhậu. Thứ nhất, đổ bê tông. Bằng cách ăn lót dạ trước khi nhậu với những thức ăn nhiều chất béo như là bơ, phô mai, trứng, sữa, điều này giúp tráng một lớp lên bề mặt dạ dày và làm chậm quá trình hấp thu rượu bia để gan có thời gian xử lý. Thứ hai, nên uống từ từ vừa nhâm nhi vừa giãn thời gian rượu bia hấp thu vào cơ thể. Thứ ba là uống nhiều nước lọc giúp pha loãng nồng độ rượu bia, đồng thời bù lại lượng nước mất đi do rượu bia. Thứ tư, không uống rượu bia kèm với nước ngọt hay đồ ngọt, vì đường và khí ga trong đồ uống đẩy nhanh quá trình hấp thu rượu bia. Không uống rượu bia cùng cà phê, nước tăng lực như Red Bull hay cocktail hỗn hợp có chất caffeine vì sẽ làm buồn nôn và đau đầu, làm cơn say trở nên cực kỳ tồi tệ. Thuốc lá cũng là một tác nhân đẩy nhanh sự hấp thu rượu bia vào cơ thể. Thứ năm là ăn các loại trái cây giàu vitamin C như là chanh dây, bưởi, cam, giúp hỗ trợ phân giải rượu bia. Thứ sáu là rượu bia được thải một phần qua đường hô hấp nên thở sâu, ca hát, nói nhiều cũng làm giảm nồng độ cồn trong máu. Thứ bảy, khi say xỉn, cơ thể cần thời gian để hồi phục, vì vậy ngủ là cách tốt nhất, lại đỡ làm mấy chuyện dại dột. Chú ý nhớ đắp chăn ấm khi ngủ để đề phòng cảm lạnh. Thực trạng sử dụng rượu bia hiện nay. Phần cuối này mình muốn điểm lại một chút về tình hình sử dụng rượu bia thực sự nguy hiểm ở nước ta. Mỗi năm sử dụng rượu bia ở mức nguy hại gây ra 5,3% số ca tử vong toàn cầu, tức là cứ mỗi phút thì có 6 người chết với tổng số 3 triệu ca tử vong hàng năm do rượu bia. Việt Nam là một trong ít quốc gia trên thế giới có mức tiêu thụ rượu bia tăng nhanh. Năm 2016, mức tiêu thụ rượu bia bình quân đầu người ở Việt Nam cao thứ 2 ở khu vực Đông Nam Á và thứ 3 của châu Á, chỉ sau Hàn Quốc và Thái Lan. Bình quân mỗi người Việt Nam tiêu thụ khoảng 6,6 lít cồn cho một người trên một năm. Tỷ lệ nam giới và thanh thiếu niên sử dụng rượu bia đều ở mức cao. Hướng dẫn mới về sử dụng rượu bia của cơ quan y tế nước Anh cảnh báo rằng uống rượu bia ở bất kỳ mức độ nào cũng gây tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư và nguy cơ sẽ tăng lên tương đương với lượng cồn tiêu thụ. Các chuyên gia đã đi đến kết luận rằng không có một lý do nào biện minh cho việc uống rượu bia vì có lợi cho sức khỏe. Gần đây, ngày càng có nhiều nghiên cứu với phương pháp tiến hành và phân tích tiến bộ hơn cùng cho kết quả rằng rượu bia không có tác dụng bảo vệ hoặc tác dụng bảo vệ của rượu bia đối với bệnh tim mạch hoặc các nguyên nhân gây tử vong khác là không có ý nghĩa thống kê. Hơn nữa, tác dụng bảo vệ nói trên chỉ được nhìn nhận đơn lẻ mà không tính đến các rủi ro sức khỏe tổng thể của việc uống rượu bia, đặc biệt là mối liên hệ chặt chẽ giữa rượu bia và nguy cơ mắc ung thư, tai nạn thương tích và các bệnh truyền nhiễm. Theo Bộ Y tế Việt Nam, rượu bia không có ngưỡng nào là an toàn, nên hãy hạn chế uống. Nếu có uống thì không nên uống quá 2 đơn vị cồn trong một ngày với nam giới, 1 đơn vị cồn trong một ngày đối với nữ giới và không uống quá 5 ngày trong một tuần. 1 đơn vị cồn thì tương đương 10 gram cồn nguyên chất chứa trong dung dịch uống, tương đương với 3/4 chai hoặc là lon bia 330ml, nồng độ 5%. 1 cốc bia hơi 330ml, 1 ly rượu vang 100ml, nồng độ cồn 13,5%, hoặc 1 chén rượu mạnh 30ml, nồng độ cồn khoảng 40%. Nên uống từ từ, kết hợp vừa ăn vừa uống, uống xen kẽ với nước lọc. Kết luận, đỏ mặt khi uống rượu bia là do thiếu hụt men chuyển hóa gây tích tụ acetaldehyde, cũng là thủ phạm gây đau đầu, nôn mửa, nhịp tim nhanh, huyết áp cao và thúc đẩy ung thư. Đây là dấu hiệu cảnh báo những vấn đề sức khỏe liên quan đến rượu bia. Thứ hai, không có cách điều trị đỏ mặt khi uống rượu bia. Cách tốt nhất là tránh uống bia rượu. Thứ ba, nếu phải uống, hãy uống rượu bia trong ngưỡng cho phép của Bộ Y tế để giảm tối thiểu các tác hại. Thứ tư, nhớ dùng một số mẹo để giảm say xỉn và an toàn khi uống rượu bia.
Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Andy, xin chào và hẹn gặp lại.